Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin review một chai nước hoa của nhà Amage. Mình mới mua cách đây mấy ngày. Thì đây là chai nước hoa mà rất là hay. Hương chủ đạo của nó là hoa hồng. Thì chai nước hoa này có tên gọi là Lyric Man. Thì chai này á, thì cái dòng Amage này á, nó rất là nổi tiếng, nó rất là họ làm hương, họ làm nước hoa của họ rất là chất lượng. mình đang có phần nghiêng về Amage hơn là Creed đây các bạn. Mình có hai chai Creed Aventus với lại Creed Silver Mountain Water, nhưng mà sau khi mình sở hữu mấy chai Amage này như Lyric với lại Intulo này á, thì mình đang order chai Jubilation 25. Thì người ta đánh giá đó là dòng Amage á là có ba chai top của nó là Intulo, không, họ giống như là họ giống như có hai luồng trái chiều á, là các bạn, nếu mà các bạn coi kênh của Jeremy Fragrance thì các bạn sẽ thấy anh ta hay rất là khen cái chai Amage Reflection Man. Mình thì cảm giác mình á, các bạn đố các bạn cái chai đó nó ngửi mùi giống cái chai nào đố các bạn biết không? Cái chai đó nó, cái chai Amage Reflection Man á, nó y chang cái chai, nó có mùi na ná giống chai John Paul Gaultier Le Male vậy đó. Thì mình không có thích cái mùi, không phải mình không có thích, nhưng mà ý là cái mùi Le Male á, nếu mà các bạn xài nó nặng, nó mạnh lắm, đập vô mũi mình nó phấn nhiều hơn. Rồi cái chai Reflection Man thì nó dịu hơn, nó mượt hơn, nhưng mà nó vẫn có cái mùi na ná giống Le Male của John Paul Gaultier đó. Thì mình không có thích cái mùi đó, mà mình thích cái mùi Jubilation 25 á. Thì để khi nào mình có cái chai Jubilation 25 mình sẽ review sau. Thì clip này mình xin review chai Lyric Man này. Thì á, cái chai này á, nó năm ra mắt là 2008. Thì nồng độ là Eau de Parfum. Độ hương của nó là rất là lâu nha các bạn. Mình nói là mình sai, mình có chai này hồi tháng 9. Ê là, mình xin lỗi. Mình có chai này ngày 26 tây tháng 2. Thì mình, các bạn biết không, lần đầu tiên mình mở ra mình xịt á, mình xịt vô áo mình trước để mình coi nó lưu hương trên cái áo bao lâu. Đó, tới nay á các bạn, 9-10 ngày sau á, cái mùi hương hoa hồng nó còn dính trên áo mình á, kinh khủng khiếp dễ sợ. Đó, cái độ lưu hương của chai này rất là dữ. Độ tỏa hương của chai này cũng rất là mạnh nha các bạn. Các bạn mà xài mà dòng Amage á, các bạn nhớ cẩn thận về cái số lần xịt á. Thì mình chỉ khuyên á là các bạn mà muốn mà người ta mà không có bị sặc, không có bị ngợp thở, các bạn xài chai này đừng có nên quá 3 cái. Đừng có nên xịt quá 3 nhát. Mình xịt 2 thôi à. Mình không có xịt nhiều, tại vì cái dòng Amage này nó tỏa hương rất là mạnh. Cho nên mình xịt một cái như trước ngực với một cái như sau gáy thôi. Là mình đi ra đường là... Để mình kể cho các bạn nghe. Hôm bữa mình đi khám bệnh. Thì mình xịt chai Amage Lyric Man này nè. Xong cái mình vừa bước vô cửa, xong cái cửa nó đóng lại. Cái hơi gió nó thổi, nó ép vô cái, nó đóng vô cái phòng. Xong cái hả, cái hơi gió nó đẩy cái mùi Lyric Man này nè, nó đi khắp phòng. Xong cái mình lấy cái đơn để mình điền tên này nọ đó, cái mình ngồi xuống thì có cái chị kia, chị người Việt Nam, chị, mình đi bác sĩ Việt Nam cho nên trong đó Việt Nam không à. Cái chị đó, chị nói, ủa em xịt cái mùi gì mà nó thơm quá vậy? Mà mình cười, mình không có nói. Xong cái chị nói là cái mùi này nó thơm, nhưng mà sao nó giống mùi con gái quá. Thì đó, các bạn biết không, thì đó là chị đã nói vậy đấy. Thì thật sự mà nói á, cái chai này á, Amage họ design cái chai này nó đi theo cặp, có Amage Lyric cho nam với Lyric cho nữ nữa. Thì á, người ta nói á, cái chai Lyric cho nữ á, thì nó nam tính,
Còn cái chai La Rinascença á thì nó nữ tính. Nhưng mà các bạn biết không, đối với mình á, mình không có quan tâm. Tại vì mình rất là yêu cái mùi của chai này. Thì á, nếu mà người nào mà xài được chai này á, phải can đảm lắm mới xài được chai này. Tại vì á, khi mà các bạn xài chai này á, các bạn sẽ có người nói các bạn là xài nước hoa của nữ. Mình rất là can đảm, mình không có, mình đã nói rồi, mình xài nước hoa là mình xài cho bản thân mình chứ mình không có xài cho người ta, cho nên mình không có quan tâm người ta nói gì đó. Cho nên mình rất là thích chai này, các bạn thấy không? Mình xịt có hai cái thôi mà mình đi ra mà bữa đó đó các bạn biết không? Ba người khen. Cái cô ngồi cái bên là người một người nha. Rồi xong có cái chị ngồi ngay quầy để tiếp nhận bệnh nhân á, là hai người. Xong cái vô bác sĩ cũng khen mình nữa. Kêu qua, ủa sao em xịt cái mùi gì mà nó thơm mà nó dễ thương quá vậy? Đó, tới giờ chỉ có một ngày thôi mà ba người khen. Xong rồi đó. Thì cái đó là câu chuyện mình trải qua. Dĩ chai này mình mới xài nó có một tuần thôi mà bữa giờ cũng cũng được 6 người khen rồi đó. Khen còn nhiều hơn cái Quick Aventus nữa. Thật sự mà nói là vậy luôn á. Cái Quick Aventus á, nó thơm vậy thôi. Nhưng mà mình xịt ngay ra đường á, người ta nghe vậy thôi nhưng mà người ta không có khen mình, không biết tại sao. Còn cái chai Lyric Man này đó, mình xịt bữa giờ mà mình có chai Quick Aventus từ tháng 11 tới giờ mà bữa giờ mình có hai người khen mình à. Còn không phải hai người mà giống như người ta thích, người ta giống như những người mà đứng gần mình á, họ họ thích cái mùi Quick Aventus nhưng mà họ không mở miệng ra họ khen. Họ giống như là họ ngửi thơm á, giống như mình đi hôm bữa mình đi Noel đi. Thì mình đi lễ thì có xung quanh con gái cũng nhiều lắm. Cái mình đứng cái một mình cái tự nhiên mấy người đó cứ đi lại gần, đứng gần, đứng gần, cái ngửi 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 ngửi. Nhưng mà họ không có khen mình, họ mình cả, giống như họ thích cái mùi đó nhưng mà họ không có khen. Rồi xong cái bữa mình đi chợ cũng vậy, có hai em kia đứng sau lưng mình, cách mình lúc đó 2 mét. Xong cái từ từ cái hai em nó tiến lại gần sát sát lại. Rồi xong có cái em kia đưa cái mũi sát lại như cái áo của mình xịt đó. Cái ngửi ngửi cái mình quay mặt ra đằng sau thì hai em nó mắc mắc cỡ quá mới lùi lại rồi mới cười cười tủm tỉm mới sorry mình. Thì mình nghĩ là cái Quick Adventures á, người ta thích nhưng mà không đến nỗi mà để người ta mở miệng nghe người ta khen mình. Còn cái dòng Amos này á, nếu mà các bạn xài á, người ta sẽ khen các bạn luôn, người ta chịu không nổi, người ta phải hỏi các bạn nè, bạn xài cái mùi gì mà nó thơm quá vậy? Đó là những gì mình trải nghiệm của dòng Amos này. Cho nên á, mình đang phân vân là mình có nên từ đây về sau mình xài Amos hay không, hay là mình có nên mua Creed lại không, thì cái đó mình đang do dự. Thì hiện tại giờ mình đang sở hữu mấy chai này thì đó là cảm nhận của mình. Thì để mình review tiếp chai này á, là cái hương đầu của nó gồm cam bergamot, quả chanh xanh, rồi hương giữa của nó là hoa hồng, cây bạch chỉ, hoa cam, nhựa, nhục đậu khấu, gừng nghệ tây, hương cuối là cây thông, gỗi đàn hương với nhang, hương vani, xạ hương. Thì cái dòng Amos này á, họ dùng nốt nhang, coi như là hầu như chai nào cũng có nốt nhang ở trong đó đó. Thì cái nốt nhang đó nó gọi là frankincense. Các bạn biết cái ông mà Frankenstein đúng không? Thì cái này là frankincense. Thì cái đó là có thật, cái nốt nhang đó là có thật. Cái chai mà Intolo này nè, cái nốt nhang nó nồng lắm. Nó mạnh lắm mà nó thơm dai. Nói chung là ba kiểu, nói chung là cái dòng Amos này nó bám hương ghê lắm. Để bữa nào mình review lại chai Dia, bữa mình review á, mình review sơ sài quá. Cái chai nó rất là đẹp thưa các bạn. Cái chai đó là nó các bạn biết không, mỗi chai Amos á, nó tạo cho các bạn giống như là có một cảm giác khác nhau. Như chai Lyric Man này đi, nó có một phong cách rất là lãng mạn, rất là lãng tử, của phong cách của mà giống như một nhà văn hoặc là một nhạc sĩ, nhà thơ đâu á. Thì cái chai này mình theo mình thích hợp đó là các bạn xài, các bạn hẹn hò với bạn gái á, đi hoặc là các bạn đi đám cưới đúng không, thì xài phù hợp hơn là các bạn đi làm.
Tại cái chai này nó rất là romantic, nó lãng mạn lắm. Các bạn đi làm không có phù hợp với không khí trong chỗ làm, thì chỉ phù hợp với không khí các bạn đi chơi với người yêu thôi. Còn cái chai Intolo này nó chỉ xài được mùa đông thôi, tại cái mùi nhang nào nó nồng lắm, mùa hè là các bạn sặc chết luôn á. Thì đó, còn cái chai mà Dia, mình bữa mình review rất là sơ sài, tại mình có sample mình xài có một lần cho nên mình không thấy được cái độ hay của nó. Mà bây giờ bữa mình xịt thử vô tờ giấy á, phải nói á, cái chai Dia đó, cái chai của Amash mà Dia đó, nó thơm mà nó rất là giống như phong cách của một hoàng tử, mà giống như là hoàng tử rất là hiền mà rất là được nhiều người yêu mến đó. Còn cái chai mà cái ông mà Jeremy Fragrance ông khen là thơm á, là Reflection Man á, cái chai đó dành cho phong cách quậy quậy, dành cho những giống như dạng mấy người mà giống như Iron Man á, là mồm to lúc nào cũng tới là la sùm người này nọ đâu, không coi ai ra gì á, thì cái chai đó phù hợp với phong cách đó. Còn bạn, nếu mà bạn phong cách điềm đạm mà lãng mạn mà giống như là thư sinh á, thì xài chai Lyric Man này rất là hay. Còn mà các bạn mà hiền hiền lành mà giống như là rất là nhiều được nhiều người yêu mến á, rất là dễ gần, rất là thân thiện á, thì các bạn có thể xài chai Dia, phải nói là quá đã luôn. Còn cái chai Jubilation á, 25, là cái chai đó là có mùi hương quý tộc. Để khi nào mình có mình sẽ review. Thường thường mà các bạn quý tộc ở bên Ả Rập á, họ mà muốn tặng quà cho nhau á, họ hay tặng cái chai Jubilation 25 đó lắm. Hoặc là chai Gold của dòng này nè, nó có chai Gold nữa. Thì đó, chai này á, thì nãy giờ mình review là cái thơm thơm nó rất là lậu, mà cái độ bám, cái độ tỏa hương của nó rất là mạnh, sau 3-4 tiếng mà vẫn tỏa hương á. Còn độ lưu hương của nó là thôi mấy ngày trời, xịt trên áo mấy ngày trời. Các bạn biết không, hôm bữa mình xịt á, mà mình lỡ nó cái hơi, chỉ là cái tia thôi đó, mấy cái tia đó, nó dính vô cái hộp, nó dính vô cái hộp này cũng một tuần rồi. Bây giờ cái mùi hương nó còn dính trên hộp á, không cần mở cái chai ra hửi cái hộp thôi cũng nghe mùi hoa hồng nữa. Coi như là cái nốt hương hoa hồng á của cái chai này nó từ đầu tới cuối luôn. Có nghĩa là các bạn có thể nghe, các bạn hít thật sâu vô thì các bạn có thể nghe được mấy cái mùi khác, nhưng mà ngửi sẽ thoang thoảng là cái mùi hoa hồng nó rất là nồng. Coi như là nếu mà bạn nào yêu thích mùi hoa hồng á, là xài chai này rất là bá cháy luôn. Cái nốt hoa hồng nó rất là tự nhiên mà đậm đặc. Mà các bạn biết á, điều chế hoa hồng đâu có dễ đâu, rất là khó. Mà điều chế hoa hồng á, là cái rất cần rất là nhiều bông hồng mà rất là mắc. Bởi vì mấy cái chai này nó làm rất là chất lượng. Đó là những gì mình review. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp các bạn vào clip sau.